các anh chị em, cô dì chú bác. Hôm nay tôi quyết định thử một lần làm món chè mà mình rất là yêu thích, đó chính là chè bưởi. Trước khi làm đến quả bưởi này thì đợi tôm ngâm đỗ trước nhá. Ai muốn nhanh thì nhớ ngâm bằng nước ấm nhá. Loại bưởi làm chè này nên là bưởi da xanh vì cùi của nó dày. Gọt hết lớp xanh đi và giữ lại phần trắng thôi. Sau khi mình tách nó xong rồi thì ta lấy phần cùi trắng thái nhỏ hạt lựu. Nhìn từng cái hạt trắng hồng xinh không này. Mọi người đặt một nồi nước sôi, bỏ chút muối vào và đổ cùi bưởi mới thái xong vào trần qua để khử đắng nha. Để tầm 1 phút thôi là phải nhấc ra xả nước lạnh ngay. Bóc kỹ cho nó ra hết chất đắng. Đến khi nào mà ráo nước thì thôi. Công thức này cũng là mình học ở trên mạng đó. Tiếp đến là mình pha nước với đường và bột năng loãng. Rồi đổ cùi bưởi vào ngâm cho nó thấm vào nhau. Pha tỷ lệ sao cho mình vừa miệng ăn là được. Trong thời gian chờ chúng hòa quyện vào nhau ấy, thì mình cùng đi bắc nồi hấp đỗ xanh nhá. Thề là công đoạn làm nó lích kích lắm luôn ấy. Thôi thôi, không được nản. Làm đến đây rồi thì phải chiến tiếp chứ. Một tiếng đã trôi qua rồi. Và giờ là lúc mình chắc hết cái nước ngâm bưởi đi nha. Giữ lại cái thôi. Để trên giá một chút cho nó ráo nước. Mình tranh thủ đi múc đỗ ra. Rồi thì là lấy bưởi vào trộn cùng đường và bột năng thêm lần nữa. Đến cái đoạn này là mình đói lắm rồi đấy. Bắc tiếp một nồi nước sôi, thêm đường vừa ăn. Cho chỗ cùi bưởi đã lăn cùng đường và bột vào đun. Nhớ là phải khuấy thật đều tay và khuấy liên tục đấy nhá. Chứ nếu không là phía dưới sợ nó sẽ bị dính vào và khét, khi đó sẽ không còn ngon nữa. Sau khi sôi tầm được 3 phút rồi thì chúng ta bắt đầu cho hạt đậu xanh vào. Đồ của nhà trồng được cho nên là cứ cho thoải mái vô tư đi. Mình lỡ tay đun cái nồi chè to quá, chỗ này chắc phải cho cả xóm ăn mất. Ok, giờ mình sẽ tắt bếp, bật cái quạt lên cho nó nhanh nguội. Đến đây là coi như xong rồi đấy. Và còn chần chừ gì nữa mà không lấy ngay cốc đá, múc chè vào và đổ thêm nước cốt dừa là có thể oánh chén rồi. Mời tất cả mọi người ăn cùng tôm nhá. Wow, thơm, ngọt, đậu đã chín dừ, bưởi ăn không còn vị đắng nữa. Ơi, mình đã thành công rồi cả nhà ơi, cả nhà chúc mừng tôm đi ạ. Măng măng. Hôm nay mua được túi nhãn trên Shopee Farm, vội vàng phải khui ngay thôi. Nhãn quả to, mã đẹp, cùi dày, ngọt, phải làm ngay món chè long nhãn, ăn cho nó lạ mồm. Đặt bếp luộc hạt sen trước. Trong lúc đợi hạt sen thì mình lấy nhãn ra và tiến hành tách hết phần dính vào thịt quả rồi khéo léo kẹp hạt bỏ đi. Lúc này thì hạt sen đã chín rồi, ta múc riêng hạt sen ra bát khác. Nước luộc ta giữ lại và tiếp tục lấy nước đó đun nhá. Bỏ đường phèn vào đun cùng. Khi đường tan hết rồi thì mình bỏ hạt sen vào tiếp tục đun cùng đường. 10 phút trôi qua và hạt sen đã chín như rồi. Giờ mình sẽ dùng cái hạt sen này nhét vào giữa quả nhãn đã tách hạt nha. Mình bỏ nhãn đã lồng hạt sen vào đun cùng nước đường vừa rồi. Đợi thêm 5 phút nữa là đã có thể oánh chén. Nhớ bỏ thêm sữa dừa để bát chè thơm ngon hơn. Và không thể đợi lâu thêm được nữa, mời tất cả mọi người nhá. Mlem mlem. Hạt sen bở ở bên trong, nhãn ngọt thanh bên ngoài. Mình đã thành công rồi mọi người ạ. Ai ăn chè không, tôm ship cho nhá. Thách tôm nấu được chè giống ở chợ quê. Nhắc đến chè là nhắc đến một khoảng tuổi thơ biết bao nhiêu kỷ niệm của tôi đấy. Có câu ngóng như ngóng mẹ về chợ. Mà ngóng mẹ về chợ để làm gì nhở? Để được mẹ mua cho những thức quà ăn vặt mà tiêu biểu đó chính là chè nhá. Quê tôi gọi là chè đá. Hồi tôi còn nhỏ chỉ có 3.000 một cốc thôi, nhưng bây giờ phải 15.000 cơ. Chè đầy đủ tất cả các món gọi nôm na là chè thập cẩm, với các loại nguyên liệu đủ màu sắc như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, cốm, dừa các kiểu, tạo thành một cốc chè nhìn cực kỳ là ngon mắt luôn. Và để nấu được giống 100% ở chợ thì chắc phải mất cả ngày, bởi vì nó quá nhiều món các bạn ạ. Nên là thôi, tôi làm là 2-3 thức chính thôi nhá. Nào, ten, chè của bạn tôm vlog 10.000 một cốc nha. Ai ăn thì cho địa chỉ đi, tôi ship cho. Nhân ngày khai trương là free ship luôn nhá. Nhanh tay lên nào. Tôm ơi, làm chè lam đi, con mình nhiều lắm rồi. Ok, chè lam là một món cực kỳ
quen thuộc với tôm. Cứ mỗi dịp đến Tết, ngoài kẹo bánh mua ngoài quán ra thì bao giờ mẹ mình cũng đổ thêm một nồi chè lam to đùng. Ngày đấy sao mà mình ghét những lúc mẹ sai xuống bưng nồi cho mẹ vét bột đến thế không biết. Đang ham chơi mà bị sai việc mà. Còn bây giờ chỉ mong được về bên nồi chè lam của mẹ thôi. Gắn bó với nó là thế. Nhưng chưa từng một lần mình tự tay làm, cũng như chưa từng một lần chịu khó ngồi cạnh mẹ từ đầu đến cuối. Biết vậy ngày trước chịu khó hơn thì bây giờ đỡ phải lên mạng xem công thức không. Tính ra thì nguyên liệu của nó cũng đơn giản. Nào là đường vàng, mạch nha, nước gừng, bột nếp là xong. Khuấy cùng nhau cho nó sệt sệt lại thì đổ ra khuôn. Đợi nguội rồi thì cắt ra từng miếng vừa ăn. Nhưng mà lý thuyết là thế. Còn khả năng cái mẻ chè lam này của mình nó hỏng rồi mọi người ạ. Nó cứng như gì vậy đó. Cắt bánh mà tưởng như là chặt gạch không. Nếu như chỉ nhìn mà không ăn thì vẫn thấy nó ổn, khá là đẹp mắt. Nhưng mà bột thì sống, cứng đờ ra, hôi hôi nữa. Không thể ăn được luôn ý. Con xin lỗi mẹ vì đã làm không thành công cái món mà mẹ thích. Thắt tôm làm được món chè khoai dẻo. Nhân tiện làm món chè khoai dẻo thì mình xin được kể cho các bạn nghe câu chuyện rất là ngứa mắt tại quán chè luôn nhé. Hôm đấy mình đi ăn với hai thằng bạn nữa thì gặp cái bạn nữ kia vào quán ăn chè. Chả biết có phải do thấy dai ngồi bên cạnh nên thể hiện không mà bạn nữ ấy rất kiểu da rẻ luôn ý. Buồn cười là ngay từ cái lúc xem menu rồi hỏi quán là không có cái nọ cái chai thì bắt đầu góp ý như chuyên gia. Eo, món đấy mà tại sao quán cũng không có nhở. Xong là 10 phút sau có một bạn nam đến, chắc là bạn thôi chứ nhìn không giống người yêu đâu. Bạn nam xin lỗi rất lịch sự vì để bạn nữ phải đợi. Bạn nữ kiểu xỉ vả luôn ý. Nào là tớ rất ghét người không có chữ tín, cậu làm phí hoài thời gian của tớ. Xong còn hành bạn nhân viên nào là đổi thìa, đổi ống hút, đổi cốc, lau bàn các thứ mà kiểu nó không đáng, hơi vô lý ấy. Công nhận khách hàng là thượng đế chứ gặp thượng đế này tôi cũng chịu. Và đặc biệt là bạn nữ ấy cũng ăn món chè khoai dẻo mà mình đang làm nhá. Không biết là các bạn ở đây có ai cũng có người bạn như mình vừa kể không? Nghe thôi đã sợ rồi nhỉ. Hello cả nhà. Cuối tuần này tôi muốn tự tay mình nấu cho gia đình một món gì đó nhân dịp đặc biệt nên hôm nay mình quyết định đi test thử trước xem sao. Và địa điểm tôi chọn chính là Bakermat Nhất Hương. Mình sẽ đến đây mua nguyên liệu để làm món chè dứa non. Mua bột lá dứa này, bột năng này, bột khoai tây này, dứa non, đường và kem phô mai lá dứa. Có cái hộp kem thần thánh này rồi thì khỏi phải lo phần nấu cốt, chỉ việc làm topping thôi. Giờ thì mình cùng nấu nào. Cho dừa non thái hột lựu vào đun rồi vớt ra trộn với bột và tiếp tục đun cứ như vậy tầm 3 lần là được. Giờ chỉ cần lấy đá, cho topping vào, đổ kem lên, rắc một chút dừa sợi. Rồi chúng ta cùng quánh chén thôi nhá. Hương vị của nó đâu có thua kém bất kỳ một món gì ở ngoài quán đâu. Rảnh rỗi mọi người hãy cùng tôm đi loanh quanh xem có gì chơi không nhá. Đây là tầng 6 khu hội trường tổ chức sự kiện của Nhất Hương. Đội nào đam mê làm bếp mà lên đây nhìn thấy thì đúng thật là thích không cưỡng lại được. Đi loanh quanh một hồi tay chân run nẩy bẩy, ăn được cốc chè đúng là sướng hết cả người. Mọi người có cơ hội thì hãy thử đến đây một lần cho biết nhá. Bye bye. Ai mà cuộc chè Vinh không? Ai mà cuộc chè Vinh nào? Trời ơi ăn giết mà giờ nói giọng chè Vinh luôn rồi nè. Măng cụt này tôi mua trường Shopee Farm đó. Mà thôi thôi thôi, nói giọng bác đi. Ấy, măng cụt quá ư là tươi ngon luôn. Và hôm nay tôm sẽ làm món chè măng cụt nhá. Mình cần chuẩn bị một ít lá dứa, làm sạch đi rồi cắt khúc nhỏ ra cho dễ xay nha. Mình làm cái nồi nước trước rồi xử lý quả măng cụt kia sau nhá. Cắt xong lá dứa rồi thì mình cho vào xay, bỏ thêm một chút nước nữa xay cho dễ. Nhà ai không có máy xay thì đành phải giã thôi chứ làm sao bây giờ. Nước lá dứa mà nấu chè thì nó lại thơm cực kỳ luôn ý. Rồi và giờ thì mình cần lọc cái bã ra, lấy nước của nó thôi, bật bếp vào đun. Khi nào nó sủi bọt thì nhớ hớt bọt ra rồi mới cho đường nhá. Đáng lý là phải có đường nâu thì ngon hơn, nhưng không có thì đành dùng đường trắng cũng được. Ok ok, giờ là đến lượt cô em mang cụt lên thớt nào. Kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé. Là lúc đầu tiên mình ăn cái quả này, mình gặm cái vỏ tím tím bên ngoài này và thấy nó chát xít, chả ngon, chả ra làm sao cả. Ôi mãi sau thì mới biết là phải ăn cái hạt trắng bên trong, ngố tàu lắm luôn ý. Tách được hết hạt ra rồi thì mình sẽ lấy bột năng và trộn đều cùng hạt nhá. Giống như là mình làm măng cụt để thay cho chân trâu ấy. Đặt một nồi nước sôi lên. Khi nào nó sôi nước thì thả hạt đã năng bột vào. Để tầm 3 phút là có thể vớt ra. Chú ý là khi vớt ra phải cho vào nước lạnh luôn để tránh các hạt nó dính cứng chặt vào nhau. Đấy, công tác chế biến vậy là xong xuôi đấy. Mình để một lúc cho nó nguội rồi lấy cái cốc cho thêm đá mắc lạnh vào. Đấy, cho nó sảng khoái, phải không?
Bây giờ là cho măng cụt vào này, đổ nước dứa lên này, rồi đến nước cốt dừa, dừa xay, trang trí thêm một chút nữa để nhìn kiểu tranh giả hơn, hiểu không? Ok, và giờ thì đã đến đoạn thưởng thức rồi đây. Măng cụt nấu chè ăn chua chua, ngọt ngọt lại bùi bùi vì có bột năng bao quanh, cộng với nước dứa thơm có đá mát lạnh nữa. Mùa hè mà có cái cốc chè măng cụt ăn giải nhiệt thì đúng là không còn gì mà tuyệt hơn ấy. Mọi người mà muốn ăn măng cụt chất lượng như tôm ấy thì cứ lên Shopee Farm là có nha. Ok, chào tất cả mọi người.